Sau đây là phần tin quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thắng cuộc tổng tuyển cử và bước sang nhiệm kỳ thứ ba. Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi hôm nay đối diện với triển vọng nhiệm kỳ thứ ba đầy khó khăn nhiều hơn là dự tính sau khi đảng của ông không giành được thế đa số tuyệt đối lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền cách đây một thập niên. Kết quả công bố vào hôm thứ ba đã đảo ngược dự báo của truyền thống trong suốt cuộc bầu cử 6 tuần. Đó là nghị trình theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo của ông Modi sẽ mang lại cho ông chiến thắng vang dội. Đảng Bharatiya Janata Party, BJP, của ông Modi đã mất thế đa số tại Quốc hội, nhưng vẫn có thể cầm quyền nhờ liên minh với các đảng nhỏ hơn. Vào tối thứ ba, thì ông Modi nhấn mạnh là kết quả bầu cử là một chiến thắng để bảo đảm cho ông có thể tiếp tục thực hiện nghị trình, trong khi tín đồ Ấn giáo thì ăn mừng trên toàn quốc. Phát biểu trước người ủng hộ reo hò tại thủ đô New Delhi, ông Modi cho biết rằng nhiệm kỳ thứ ba sẽ là một trong những quyết định lớn và đất nước sẽ viết chương phát triển mới. Đây là cam kết của ông Modi, và BJP đã giành được 240 ghế tại Quốc hội, giảm từ con số là 303 ghế cách đây 5 năm, và thiếu tới 32 ghế để có thể nắm giữ thế đa số. Đảng Quốc đại đối lập thì giành được 99 ghế, và gần gấp đôi con số 52 ghế vào hồi năm 2019. Lãnh đạo đối lập là Rahul Gandhi cho biết, đất nước nó nói với ông Modi, chúng tôi không muốn ông. Các nhà bình luận và khảo sát sau đó đã bỏ phiếu dự báo chiến thắng áp đảo dành cho ông Modi. Và những người chỉ trích cáo buộc ông Modi đã tống giam các nhân vật đối lập và chà đạp quyền của cộng đồng Hồi giáo với hơn 200 triệu người ở tại Ấn Độ. Về thất bại cá nhân thì ông Modi tái đắc cử đại diện thánh địa Varanasi với biên độ chỉ là 152.300 phiếu bầu, đã thấp hơn rất nhiều so với gần nửa triệu phiếu cách đây 5 năm. Liên quan đến Á Châu, Hồng Kông bắt giữ người biểu tình theo luật an ninh mới lần đầu tiên. Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ một phụ nữ vì hô khẩu hiệu trong ngày kỷ niệm cuộc đàn áp ở quảng trường Thiên An Môn, áp dụng luật an ninh quốc gia mới lần đầu tiên đối với một người biểu tình. Cảnh sát cho biết, người phụ nữ 68 tuổi bị nghi ngờ phạm tội với ý định kích động phản loạn. Bà bị bắt giữ gần một công viên ở trung tâm Hồng Kông, nơi hàng ngàn người từng tụ họp hàng năm để tưởng niệm những người biểu tình ủng hộ dân chủ thiệt mạng ở Bắc Kinh năm 1989, cho đến khi những cuộc tụ tập như thế này chấm dứt trong chiến dịch đàn áp phía đối lập của chính quyền Hồng Kông. Việc thi hành luật mới đánh dấu lần đầu tiên sử dụng luật an ninh được thông qua nhanh chóng hồi tháng 3 đối với một người biểu tình, góp phần vào một loạt các vụ gần đây có thể định nghĩa lại nơi nhà chức trách vẽ ranh giới giữa phát biểu có thể chấp nhận được và kích động phản loạn ở thành phố một thời được tự do. Luật an ninh quốc gia mới, thường được gọi là Điều 23, được áp dụng lần đầu tiên vào tuần trước trong cuộc bắt giữ 8 người vì các bài viết trên mạng xã hội về cuộc đàn áp đẫm máu cách đây 35 năm. Một người trong số họ, Chao Hang Tung, nhà hoạt động đang bị giam giữ, bị cáo buộc đăng tải các bài viết trên Facebook trong khi đang bị giam giữ để kích động những người khác tham gia các hoạt động trái luật liên bang đến dịp kỷ niệm trong tuần này. Truyền thông địa phương xác định, người bị bắt giữ hôm thứ Ba là bà Alexandra Wong, và đoạn video cho thấy bà được hàng chục cảnh sát hộ tống trước khi bà được đưa lên đi trên xe cảnh sát. Hoa Kỳ cho anh tạc cơ tầm xa B-1B bay qua bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ cho anh tạc cơ tầm xa B-1B bay qua bán đảo Triều Tiên vào hôm nay trong cuộc diễn tập anh tạc dẫn đường chính xác đầu tiên với Nam Hàn trong vòng 7 năm qua. Bộ Quốc phòng của Nam Hàn cho biết là anh tạc cơ này đã tiến hành diễn tập chung với chiến đấu cơ khác của Hoa Kỳ và Nam Hàn. B-1B đã thả đạn tấn công trực tiếp phối hợp JDAM trong cuộc diễn tập trong cuộc được phi cơ Nam Hàn hộ tống và cuộc diễn tập anh tạc đầu tiên như thế này kể từ năm 2017. Bom JDAM bao gồm bom Bunki. JDAM đó là hệ thống dẫn đường chuyển bom truyền thống thành vũ khí chính xác hơn. Toàn bộ chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và máy bay không người lái của Hoa Kỳ đều có thể sử dụng JDAM.
Và đây là một trong những hệ thống vũ khí mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine. Cuộc diễn tập được xem là cuộc biểu dương lực lượng với Bắc Hàn giữa lúc căng thẳng tăng cao vì Bình Nhưỡng đã thả bong bóng mang theo rác bẩn sang Nam Hàn. B-1B có khả năng mang theo lượng vũ khí truyền thống lớn. Bắc Hàn trước đó gọi việc triển khai oanh tạc cơ là bằng chứng sự thù địch của Hoa Kỳ và đã đáp trả bằng cách thử hỏa tiễn. Trong tuần qua, thì Bắc Hàn đã thả hàng trăm bong bóng mang theo phân, đầu lọc thuốc lá, vải cũ, pin hư cũng như tá bẩn sang Nam Hàn. Đáp lại, Nam Hàn tuyên bố là các biện pháp trả đũa không thể chịu đựng nổi và đình chỉ một thỏa thuận quân sự với Bình Nhưỡng. Sang qua tin tiếp theo, cảnh sát Philippines bị bắt giữ vì bắt cóc 4 du khách và đòi tiền chuộc. 4 cảnh sát ở vùng thủ đô Philippines bị bắt giữ vì đã bắt cóc 4 du khách ngoại quốc và đòi tiền chuộc. 2 cảnh sát đi mô tô đã chặn một chiếc xe đang chở 3 người Hoa và một người Malaysia lại vào cuối tuần trước, trong khi đồng bọn thường dân có vũ khí của họ còng tay và lôi 4 du khách lên một chiếc xe van. 2 người Hoa tìm cách trốn thoát và trình báo với nhà chức trách. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ben Hur Abalos, những con tin còn lại bị nhóm bắt cóc đánh đập nhưng được trả tự do sau khi nộp tiền chuộc 2.5 triệu peso, tương đương với 43.100 đô la. Từ thông tin của các du khách được thả ra và hình ảnh từ camera giám sát, nhà chức trách bắt giữ 4 cảnh sát, trong đó có một thiếu tá. Trong cuộc họp báo nơi 4 cảnh sát bị còng tay và mặc áo màu cam, ông Abalos nói rằng ông sửng sốt vì cảnh sát tham gia cuộc bắt cóc. Sự việc này là bội tín nghiêm trọng, vi phạm các giá trị cốt lõi của lực lượng cảnh sát. Cảnh sát đang truy tìm ít nhất 10 nghi phạm khác, những người không phải là cảnh sát nhưng tham gia vào cuộc bắt cóc. Các nghi phạm sẽ bị truy tố hình sự vì tội bắt cóc, cướp xe và cướp tài sản. Cựu Tổng thống Rodrigo Duterte gọi nhiều thành viên của cảnh sát quốc gia là mục nát, tạng lõi. Mặc dù ông ra lệnh cho họ thực hiện cuộc truy quét ma túy dẫn đến sát hại hàng ngàn người, chủ yếu là các nghi phạm nghèo. Tòa án hình sự quốc tế ICC đang điều tra vụ giết người có quy mô lớn này là tội ác chống lại nhân loại. Ông Duterte và các cảnh sát trưởng quốc gia dưới thời của ông phủ nhận cho phép giết người không qua xét xử, mặc dù ông Duterte công khai dọa giết chết các nghi phạm ma túy trong nhiệm kỳ của ông. Slovenia đã trở thành nước Liên hiệp Âu Châu mới nhất công nhận nhà nước Palestine. Slovenia đã trở thành nước Liên hiệp Âu Châu mới nhất công nhận nhà nước Palestine độc lập sau khi Quốc hội của Slovenia chấp thuận quyết định trên với đa số phiếu vào hôm thứ Ba, đã bác bỏ đi đề nghị trưng cầu dân ý về vấn đề này từ đảng đối lập lớn nhất. Tuần trước thì chính phủ Slovenia quyết định công nhận Palestine là nước độc lập có chủ quyền, theo gương của Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy, một phần trong nỗ lực lớn hơn để mà tăng áp lực lên Israel, buộc phải chấm dứt cuộc xung đột ở tại dải Gaza. Và trên mạng xã hội X, Thủ tướng Robert Golob cho biết rằng sự công nhận Palestine là nước có chủ quyền và độc lập đã gửi hy vọng đến nhân dân Palestine ở Tây Ngạn cũng như ở tại dải Gaza. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào hôm thứ Ba và các đại biểu Quốc hội phụ trách đối ngoại vào hôm thứ Hai đã ủng hộ cho quyết định của chính phủ với đa số phiếu. Đảng Dân chủ Slovenia SDS của cựu Thủ tướng Janez Janša sau đó đã đề nghị trưng cầu dân ý về việc công nhận, vốn có thể trì hoãn cuộc bỏ phiếu ít nhất là một tháng. SDS là một đảng đối lập lớn nhất, lý luận đây chưa phải là thời điểm hợp lý để mà công nhận nhà nước Palestine độc lập. Và sự công nhận này chỉ có lợi cho Hamas. Sau khi Liên minh cầm quyền tìm cách né tránh yêu cầu trưng cầu dân ý và tiến hành bỏ phiếu, SDS đã rút lại đề nghị nhưng nộp lại sau đó vài giờ. Ủy ban Quốc hội về đối ngoại đã bác đi đề nghị của SDS trong phiên họp đặc biệt và quyết định trên đã được chấp thuận với 52 phiếu. Không có ai bỏ phiếu chống sau khi SDS rời khỏi phiên họp. Tiếp tục phần tin Á Châu, tỷ lệ sinh con ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục. Thưa quý vị, Bộ Y tế Nhật Bản hôm nay đã gọi tỷ lệ sinh con của đất nước này là nghiêm trọng khi nó rơi xuống mức thấp kỷ lục trong năm thứ 8 liên tiếp, trong khi chính phủ đẩy mạnh hỗ trợ cho các bậc cha mẹ.
Bộ Y tế công bố dữ liệu cho thấy tỷ lệ sinh con của Nhật Bản đứng ở mức 1.2 vào năm ngoái, dưới ngưỡng 2.1 con cần thiết để duy trì dân số. Con số này giảm từ 1.26 hồi năm 2022 và giảm trong năm thứ 8 liên tiếp ở đất nước có 124 triệu dân này. Một quan chức phụ trách dữ liệu của Bộ Y tế nói rằng tỷ lệ sinh con tiếp tục giảm là tình hình nghiêm trọng. Nhiều yếu tố góp phần khiến cho con số này giảm như bất ổn kinh tế, khó khăn trong việc làm và nuôi dạy con. Tỷ lệ sinh giảm là khuynh hướng chung ở các nước phát triển. Tỷ lệ của Nhật Bản vẫn cao hơn tỷ lệ của Nam Hàn, nơi có tỷ lệ thấp nhất thế giới ở mức 0.72. Tuy nhiên, với dân số già nhất thế giới sau Monaco, Nhật Bản đang tìm cách khuyến khích sinh con để tránh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Quốc hội hôm nay chấp thuận các sửa đổi luật để cung cấp thêm hỗ trợ tài chính cho các bậc cha mẹ, cải thiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em và mở rộng trợ cấp nghỉ chăm sóc con. Đây là những nỗ lực mới nhất của chính phủ để tăng tỷ lệ sinh, một vấn đề được Thủ tướng Fumio Kishida gọi là nguy cơ cấp bách đối với xã hội Nhật Bản. Điện Kremlin lần đầu tiên gọi Hoa Kỳ là kẻ thù. Phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov gọi Hoa Kỳ là kẻ thù trong khi phát biểu với báo giới vào hôm thứ Ba. Hiện thì chưa rõ việc sử dụng từ ngữ như thế này có phải là tín hiệu hay thay đổi chính sách chính thức hay không. Vì phát ngôn viên trước đó cho biết rằng chỉ có Tổng thống Putin mới có thể đưa ra những quyết định như vậy. Ông Peskov cho biết là việc Washington từ chối cho phép cựu quân nhân thuộc quân lục chiến Hoa Kỳ cũng là thanh tra vũ khí Liên Hiệp Quốc Scott Ryder đến St. Petersburg là tuyên ngôn mới nhất của chiến dịch để ngăn chặn công dân Hoa Kỳ giao tiếp với Liên bang Nga. Ông cho biết rằng Nga hiện nay là kẻ thù của Hoa Kỳ cũng giống như Hoa Kỳ hiện là kẻ thù của Nga. Ông Peskov cũng thừa nhận những quy định áp dụng cho cựu nhân viên tình báo, đặc biệt là đến một nước thù địch, là phổ biến trên khắp thế giới. Điện Kremlin trước đó đã gọi Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác là những nước không thân thiện hoặc là đối thủ. Sự thay đổi trong ngôn từ theo sau việc Washington quyết định để cho Kiev sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp để mà tấn công vào các mục tiêu ở Nga, bên ngoài những gì Hoa Kỳ xem là lãnh thổ Ukraine. Hồi tháng 3, thì ông Peskov cho biết là Moscow phản đối những quan chức Hoa Kỳ đã xúc phạm đến Tổng thống Putin. Nhưng nhìn chung thì không có làn sóng bài Hoa Kỳ ở tại nước Nga. Ông bày tỏ hy vọng là nhân dân Hoa Kỳ và Nga cuối cùng sẽ nhận ra hai bên không phải là kẻ thù của nhau. Hồi tháng 1, ông Putin gọi giới lãnh đạo của các nước Tây phương là kẻ thù thực sự của Nga, trong khi Ukraine là công cụ trong tay của họ. Sang qua phần tin tiếp theo. Người Chile sáng tạo dùng tóc để làm sạch bờ biển và sông suối. Thưa quý vị, một nhóm người Chile thu gom tóc bỏ đi từ các tiệm làm tóc hoặc tiệm cắt tỉa lông chó và dùng nó để làm sạch dầu tràn. Chi hội Chile của dự án Petropelo thuộc Tổ chức Phi lợi nhuận Sinh thái Quốc tế Mother of Trust, viết tắt là MOT, dùng thiết bị hình ống được họ gọi là rào nổi, được làm từ lưới và nhồi tóc vào trong để thấm hút dầu trong hồ, sông suối, bờ biển và những dòng nước khác. Các thành viên của MOT cũng dệt tóc thành những tấm thảm để làm sạch dầu, kim loại nặng và thậm chí vi khuẩn ở các dòng nước địa phương. Ông Mattia Carenini, Tổng quản lý Mother of Trust Chile cho biết, 1 kg tóc có thể làm sạch trung bình 5 lít dầu và thỉnh thoảng có thể làm sạch đến 9 lít. Ở thị trấn Laguna Verde gần thành phố cảng Valparaiso, nhóm đặt 4 rào nổi và một thảm tóc ở dòng suối mang theo nước thải sinh hoạt từ một nhà máy ra biển. Sau khoảng 1 tháng, những thiết bị này thu được 15 kg chất bẩn. Acropelo, một dự án tương tự của họ, dùng tóc dệt thành thảm để giúp giữ lại độ ẩm của đất bằng cách giảm bốc hơi trực tiếp và tiết kiệm nước tưới. Dự án phối hợp với các tiệm làm tóc trên khắp Chile. Theo ông Carenini, cắt tóc từ một người có thể làm sạch đến 20.000 lít nước. Tổng thống tái đắc cử Prabowo dự tính thành lập cơ quan mới trong chính sách an ninh của Indonesia. Các nguồn tin thân cận cho biết là Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto
dự tính thành lập một cơ quan chính phủ mới để nhằm giải quyết những vấn đề kéo dài của đất nước, với việc tiếp cận nước sạch là một phần trong chính sách an ninh quốc gia của ông. Cơ quan này sẽ ưu tiên mở rộng phân phối nước sạch trên khắp Indonesia, xây dựng thêm mạng lưới ống nước và khoan giếng. Và theo các nguồn tin giấu tên, thì kế hoạch của ông Prabowo mới ở trong giai đoạn sơ khởi và vẫn đang thảo luận cách mà cơ quan này thành lập như thế nào, ngân sách cần thiết và cũng như ai là người lãnh đạo. Kế hoạch được đưa ra khi ông Prabowo cân nhắc tăng số lượng bộ trong chính quyền của ông, bị những người chỉ trích cho biết là sẽ chỉ tăng thêm quan liêu và kém hiệu quả. Dữ liệu gần đây cho thấy là cơ quan nước là cần thiết đối với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, nơi mà có gần 70% trong dân số 278 triệu người bị thiếu nước sạch. Ở thủ đô Jakarta thì cứ 3 người thì có 1 người không có nước cấp qua đường ống. Thay vào đó thì phụ thuộc vào hàng ngàn giếng trái phép đã làm cạn đi tầng nước ngầm, suy yếu nền đất và đẩy nhanh việc sụt lún. Nước đã trở thành vấn đề cấp bách ở tại Indonesia, đặc biệt sau đợt nắng nóng vào tháng 4 đã bao trùm khắp Á Châu và đưa nhiệt độ lên 46 độ C ở một số địa phương. Nóng bức đã ảnh hưởng lớn đến các cánh đồng lúa, dẫn đến việc mất mùa và giá cả tăng một cách kỷ lục ở một trong những nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới. Bugatti giới thiệu siêu xe độc nhất vô nhị có giá hơn 4 triệu đô la. Thưa quý vị, Bugatti giới thiệu mẫu xe Chiron Lunatic mới thiết kế khi hãng chuẩn bị ngừng sản xuất siêu xe 300 dặm một giờ đầu tiên trên thế giới. Nhà sản xuất siêu xe Pháp luôn dự tính chỉ bán 500 chiếc, với mỗi chiếc được thiết kế theo mong muốn của một người mua. Lunatic là mẫu cuối cùng trong dòng xe Chiron, dòng xe đặt ra tiêu chuẩn cho xe thể thao kể từ khi nó được giới thiệu là chiếc xe nhanh nhất từ trước đến nay năm 2016. Đây là chiếc xe thứ 500 và là phiên bản cuối cùng của Chiron, với các chi tiết trang trí thủ công và số 500 bên ngoài chiếc xe. Bugatti không tiết lộ giá của Lunatic, nhưng giá cao chót vót 3.7 triệu đô la của chiếc Chiron Profile đời 2023 cho thấy phiên bản cuối cùng này có thể có giá cao hơn nhiều. Lunatic có nghĩa là chiếc xe cuối cùng được đồng chế tạo với chủ nhân để phản ảnh phiên bản đầu tiên và tượng trưng cho sức mạnh thương hiệu, sự phát triển nghề thủ công của hãng và sự khéo léo trong 8 năm qua. Tên của khách hàng chưa được tiết lộ, nhưng Bugatti cho biết cùng với nhóm Sur Mesur của công ty, họ muốn tôn vinh tầm quan trọng của mẫu xe bằng cách nhắc lại những cột mốc khó tin nhất của Chiron, cũng như chúc mừng những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử của nhãn hiệu kể từ khi ra mắt vào năm 2016 cho đến ngày nay. Để chào mừng mẫu Chiron cuối cùng, số 500 được khắc trên mâm xe, đuôi xe và tấm che động cơ bao bọc động cơ Bugatti W16. Động cơ này cho phép xe tăng tốc độ từ 0 lên 60 dặm một giờ chỉ trong 2.3 giây và đạt vận tốc tối đa là 300 dặm một giờ. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của Việt TV. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.